Xin chào mọi người, hôm nay là mùng 1 Tết năm Nhâm Dần. Clip hôm nay thì mình sẽ không nói về bất cứ một bộ truyện nào cả nha. Đầu tiên thì mình xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình trong thời gian qua. Đã bước sang một năm mới rồi, mình xin chúc các bạn dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn và tiếp tục ủng hộ mình ở những clip tới, cũng như là những chủ đề mới sắp tới. Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng. Thời gian qua trên kênh của mình, khen có, chê có, góp ý cũng có. Nhưng cho dù là gì đi nữa thì mình cũng cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ những clip mình đã làm. Năm 2022 này thì ngoài chủ đề cũ mình đã làm ra thì mình sẽ làm thêm hai chủ đề mới nữa. Và hai chủ đề này sẽ xoay quanh các bộ truyện tiên hiệp, huyền huyễn v.v. Chủ đề thứ nhất đó là 10 triệu câu hỏi vì sao về các bộ truyện, tình tiết truyện cũng như các nhân vật trong truyện. Ở chủ đề này thì mình sẽ tổng hợp tất cả các câu hỏi của các bạn đã hỏi ở các clip trước, sưu tầm thêm và cả những câu hỏi trong tương lai mà các bạn đóng góp thêm nữa để làm. Chủ đề thứ hai sẽ là nhân sinh quan của cá nhân mình từ những câu nói trong truyện và đời thực đã trải qua. Rất mong các bạn sẽ quan tâm và ủng hộ cũng như là đóng góp ý kiến cho mình ở những chủ đề mới này, để mình có thể tạo ra được những clip vừa giúp các bạn giải trí, vừa giúp các bạn hiểu sâu về những bộ truyện nha. Ok, clip của mình là kết thúc. Một lần nữa chúc các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng.